Cả tháng qua, vùng biển tỉnh Phú Yên xảy ra triều cường mạnh, nhiều vùng ven biển bị sóng xâm thực. Đợt này, triều cường đổi dòng bất thường đổ xô tàn phá ven bờ biển Gành Đỏ, thuộc thôn An Thạch, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, và uy hiếp hàng loạt công trình nhà ở khu biệt thự. Theo người dân địa phương, việc triều cường xuất hiện vào tháng 2, tàn phá bờ biển như năm nay là vô cùng bất thường. Dọc bờ biển Gành Đỏ, sóng đã xâm thực sâu khoảng 5 mét, kéo dài 80 mét. Trong đó, triều cường đang tiến sát uy hiếp một điểm du lịch, 7 căn biệt thự nằm sát biển. Qua ghi nhận, nhiều mảng bê tông cốt thép bảo vệ trước các biệt thự đang bị sóng xé nứt gãy kéo dài, đang trôi dần xuống biển. Thường thì triều cường phá mạnh vào mùa đông, chứ chưa bao giờ thấy tháng 2 đầu năm có triều cường mạnh như thế này. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, sóng biển tàn phá sập hết cả đoạn bờ kè, uy hiếp sát vào nhà dân. Ông Nguyễn Văn Lợi, người dân ở phường Xuân Đài cho biết, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Trần Vạn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu cho biết, đây là dạng thiên tai cục bộ diễn ra vào tháng 2 khá bất thường, có thể do biến đổi khí hậu. Bước đầu địa phương thống kê được có 5 nhà dân kinh doanh du lịch ven biển Xuân Đài bị ảnh hưởng từ trận triều cường vừa qua. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, hồi cuối tháng 3 năm 2022 tại ven biển Phú Yên, Bình Định, xảy ra dạng thiên tai bất thường, cuốn phá, nhấn chìm hàng loạt tàu thuyền, lồng bè, tài sản, ngư dân ven biển thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Riêng tỉnh Phú Yên, đợt thiên tai bất thường đầu năm 2022 đã khiến ngư dân thiệt hại 171 tỷ đồng. Vì vậy, các địa phương cần chủ động các biện pháp ứng phó với kiểu thiên tai bất thường trên, không nên chủ quan, tránh những thiệt hại lớn như hồi đầu năm 2022.